Em Chí xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt trên đoạn đường Nguyễn Thông. Thì khu vực Nguyễn Thông thì quanh quận 3 thì di chuyển đi ra Sài Gòn và các tuyến đường Trần Văn Đan anh chị. Hôm nay em sẽ cập nhật một số tình hình về khu vực này cho cô chú anh chị mình cập nhật qua màn hình ống kính. Sáng sớm thì hôm nay thì trời rất đẹp cô chú anh chị. Hôm nay chắc 10 giờ sáng thì em cũng xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong công việc. Thì hiện tại thì anh chị vẫn thấy là những kinh doanh bên khu vực này kìa. Khu vực này thì hiện tại là ngôi chợ của khu phố anh chị nha, ở khu chung cư của Nguyễn Thông đây. Đây là những căn nhà hiện tại đang cho thuê luôn anh chị, nhà cho thuê nguyên căn và những cái gọi là mua bán như thế này. Các cô các chú thì bây giờ cũng tất tần tật tất bật để mua bán ở trên khu vực này anh chị. Nhiều mặt hàng kinh doanh thì vẫn thấy không hình ống kính, thì khách hiện tại thì cũng dư thưa, vào mùa gần Tết rồi mà hiện tại mọi mặt hàng kinh doanh của bà con hiện nay thì rất là vắng luôn, rất là thưa người, cắt giảm dây tiêu cũng rất là gọi là hạn chế rất là nhiều anh chị. Bà con vẫn kinh doanh mua bán anh chị, như thấy không hình ống kính đây là cũng như là đồ vật dụng nè, nội thất gia đình hoặc là các mẫu sản phẩm cũng như là về thùng chứa đựng những cái đồ đạc rồi anh chị. Và những mùa Tết này để chứa đựng những cái đồ vật dụng để mình bây giờ đi hay gì đó, hoặc là mình mua sắm thêm. Đây những căn nhà thì cho thuê mấy lầu nữa này, vẫn chưa thấy ai mà gọi là còn tâm trạng mà để thuê vô mà để kinh doanh thì hiện nay gần Tết anh chị. Và điểm giáp Tết thì chị cũng thấy qua mình tính thì vị trí này thì chuyên về bán các cái đồ quần áo giải dốc và những sản phẩm cũng như là phẩm thức ăn bò heo, rồi những mặt tiền kinh doanh như thế này anh chị. Hiện tại thì cũng đang trầm lặng đi, các chị bán thịt cũng như gọi là vắng lặng luôn. Bên đây là ngôi chợ của khu vực khu phố Văn Hóa, thì vẫn thấy ha, những tiền thì kinh doanh như thế này, những cố thịt như thế này mà vẫn chậm, không có gọi là số lượng khách hàng luôn anh chị, rất là chậm luôn. Như hôm nay mọi mặt hàng mọi tiền kinh doanh thì anh chị vẫn thấy là cái chung cư như thế này. Bên đây là cái chung cư của khu vực Nguyễn Thông anh chị ha. Đây là thịt về bán dừa hay là bán phở, thực phẩm thức ăn rất là nhiều. Về các quán cà phê thì cũng ngồi trầm lặng đi rất là nhiều. Còn một số mặt tiền thì cũng không có gọi là mở cửa anh chị. Hiện tại thì đóng cửa then cài trong kinh doanh hiện nay. Hiện nay thì kinh doanh anh chị vẫn thấy nè, vừa rau cải vừa gọi là thịt thà cá mắm mà bây giờ cũng còn trầm lặng đi. Vắng số lượng khách hàng rất là nhiều luôn anh chị. Đây là một cái tòa nhà lên rất là cao luôn, mà hiện nay thì vẫn đóng cửa đang cài. Tiếng thì dán bản giao thuê hôm nay vẫn tháo ra anh chị nha, chắc đang sửa chữa tu bổ gì bên trong để khách hàng khác để thuê. Nhiều mặt tiền bên đây thì anh chị vẫn thấy rất là đồng, rất là lớn luôn. Bên những tuyến đường kinh doanh nè, giải chung cư thì anh chị vẫn thấy kinh doanh rất là nhiều luôn, từ cửa hàng thực phẩm thức ăn và từ thức uống trái cây đồ, và từ chỗ làm nail làm tóc hay là buôn bán như là lề đường như thế này mà vẫn trầm lắng như thế này anh chị. Khách hàng thì rất là vắng luôn. Hiện nay bà con mình quá cắt giảm rất là nhiều về mọi mặt hàng kinh doanh. Bên đây chị cũng thấy ha, rất là chậm lắng về mọi mặt hàng của các cô buôn bán ngoài lề phố, quán hủ tiếu hay là quán gì đó thì cũng còn gọi là thiếu không khách hàng. Không khách hàng về những quán cà phê, cốc hay là những cái gọi là quán ăn thực phẩm, là giày dép kinh doanh rất là nhiều anh chị. Bên đây đều có hết tất tật luôn. Mà bây giờ thì gọi là vắng lặng, chậm lặng rất là nhiều luôn. Thì bên tuyến đường này thì khu vực này anh cứ di chuyển đến ga Sài Gòn và thông qua các tuyến đường khác về quận xây của dân chủ nha. Đây là cái tuyến đường về ga Sài Gòn anh chị, trong khu vực ga Sài Gòn. Ga Sài Gòn thì đi từ xuyên Việt, từ gọi là từ Nam ra Trung ra tới Bắc luôn anh chị ha. Khu vực ga Sài Gòn rất là rộng lớn cho bà con mình có thể vào bên miền Nam mình. Thì có thể đi làm trong đây, giờ cuối năm thì mình di chuyển đi về miền Trung hoặc miền Bắc. Thì các anh các chị thì hiện nay thì một số thì đi về quê ăn Tết rất là sớm luôn. Thì mọi tình hình cắt giảm rất là nhiều anh chị. Anh chị vẫn thấy đây, khu vực ga Sài Gòn đây, để em cập nhật thêm một phần trong khu vực ga cho cô chú anh chị mình qua màn hình ống kính nha, làm hiểu thêm. Đây là các hàng hóa để di chuyển trên tàu ga anh chị nha. Về các mặt hàng kinh doanh mà dạng như là vận chuyển hàng này kia đồ rất là nhiều bên đây, mua bán này kia đồ, rồi gỡ đi những cái thùng chành như thế này. Cũng có một số khách du lịch đi từ tuyến ga Sài Gòn này thì đi tham quan các tuyến đường du lịch anh chị. Một số tình hình về mấy vấn đề hàng hóa này cũng có bên khu vực này.
chuyển đi lên tàu và mình di chuyển về miền Trung hay miền Bắc các mặt hàng sản phẩm này. Đóng gói rất là kỹ càng anh chị ha. Khu vực này thì cũng có những chiếc siêu âm mà truyền thống cũng đang đứng chờ những phút đi như vậy anh chị. Cũng đang ngồi chờ và siêu âm công nghệ thì bên ngoài cũng không có gọi là vào lung tung anh chị. Thì người ta cũng có gọi mà có sự sắp xếp hết. Thì mọi tuyến đường thì anh chị vẫn thấy đối diện ra thì những quán cà phê, quán ăn thực phẩm như thế này. Trên kinh doanh hiện nay thì vào giáp Tết, gần Tết nay rồi anh chị. Còn khoảng tháng hơn là Tết rồi mà tình hình cũng chưa thấy là gọi là bình ổn trong kinh doanh mà bà con mình để mua bán kinh doanh. Những căn nhà hiện nay thì vẫn còn đóng cửa then cài như thế này anh chị. Cũng không có gọi là kinh doanh sung túc như hồi xưa mà bây giờ gọi là ế chậm lặng đi. Những quán nước của bà con mình hiện nay thì quán đầy đường rất là khó khăn luôn. Ai cũng muốn con cống sinh ngay của bà con mình gọi là bình ổn. Nhưng mà anh chị vẫn thấy qua màn hình kính đây, những quán cơm như thế này 9-10 giờ mà vẫn còn như thế này anh chị. Ghế thì để rất là nhiều mà bà con mình thì không thấy số lượng khách đang. Kinh doanh thì đóng cửa hàng dài dài như thế này. Đóng cửa mà anh chị vẫn thấy nè, hàng lọt luôn. Kinh doanh nhiều khi buôn bán chậm quá và các mặt hàng kinh doanh bây giờ không có gọi là ăn khách. Bây giờ một số tình hình khách mà cắt giảm chi tiêu bây giờ hạn chế rất là nhiều anh chị. Người ta để dành dụm để Tết này vào ngày Tết Nguyên Đán thì người ta sử dụng một số tiền nhỏ nhỏ đó để người ta trang trải cuộc sống gia đình. Về lo như là nhà mình có bánh chưng hay là thịt hay là dưa hấu hay là những trái cây rồi mâm ngũ quả và những mặt hàng kinh doanh khác để có bà con mình để mua. Nhưng mà hiện nay thì chưa vào gọi là tận điểm lắm. Thì bây giờ thì cũng hạn chế, bà con cũng đang hạn chế rất là nhiều. Bên khu vực này thì anh chị cũng thấy là bán về những đồ kiểu rất là nhiều. Cũng như là mấy bình sứ nè, rồi chén dĩa đâu nè. Nhiều khi những mặt hàng này cũng hàng Việt Nam cũng vẫn có và hàng xuất khẩu mà hàng Nhật, hàng mà hàng si bây giờ rất là nhiều anh chị. Về mấy mẫu chén dĩa như thế này, bà con kinh doanh nguyên cái hàng giải ở khu vực này cũng rất là nhiều luôn. Cái đường này gọi là đường Nguyễn Phúc Nguyên chị ha. Thì đoạn này thì mình thẳng ra hết đoạn đường này thì mình ra tới dọc Phi Dân Chủ. Một cái đoạn đường Nguyễn Phúc Nguyên này thì có một đoạn là không dài lắm anh chị. Nhưng mà kinh doanh rất là nhiều anh chị nha. Qua màn hình ống kính anh chị vẫn thấy là kinh doanh về ly tách nè, rồi những bình gốm sứ nè, rất là nhiều luôn trong tỉnh miền Nam. Thì tỉnh miền Nam thì vẫn thấy qua màn hình ống kính thì những hàng nhập khẩu hay là những hàng Việt Nam cũng vẫn có. Mà bây giờ bà con mình đang gọi là trầm lắng đi rất là nhiều. Mọi mặt hàng kinh doanh của bà con mình rất là gọi là khó khăn trong tỉnh miền Nam. Thay đổi như là chén tách hay là ly bát, rồi những cái mẫu mặt hàng cũng như là mấy bình bông mà bằng thủy tinh rất là đẹp luôn anh chị. Bên đây là chuyên về những bình sứ, bình bông hay là những các bình kiểu cọ như vậy ha. Cái bình giả cổ cũng có rất là nhiều luôn trong khu vực bên này hiện nay là anh chị vẫn thấy. Mà cái lượng khách hàng thì anh chị thấy nó que luôn. Đến bên đây cũng vẫn vậy nè anh chị. Bên đây vẫn bán cũng như là mặt hàng sản phẩm rất là nhiều luôn về các loại mà liên tách bình sứ. Chuyên về mà bên đây là chuyên luôn anh chị nha. Thì mọi mặt hàng kinh doanh thì bà con mình vẫn thấy là ai cũng kinh doanh hết, 10 căn nhà thì kinh doanh hết 8 căn nhà anh chị. Mọi mặt hàng kinh doanh nè, chị thấy là ly tách nè, bà dĩa đồ nè, hai giờ ly lớn ly nhỏ đồ ha, rất là nhiều luôn. Bên đây là kinh doanh nội thất gia đình. Nội thất gia đình thì chị vẫn thấy là chổi hay là những vật dụng cũng như là nồi ơi son chảo luôn. Ở đây thì hiện tại thì đang cho thuê mặt bằng. Mặt bằng trước thì có thể là bên kinh doanh điện thoại máy tính bảng rồi anh chị. Bây giờ thì chắc vắng quá hay là có thể là di dời đổi cái vị trí đi. Nó không kinh doanh địa điểm này nữa. Địa điểm này không gọi là ăn khách. Bên màn hình ống kính thì kinh doanh về quần Tây Nam hay là quần áo may mặc rất là nhiều trên tuyến đường này anh chị. Thì có hai bên giải đường luôn, về mấy cái đồ mà may cho đồ công sở luôn. Nói chung mình đồ công sở cũng có nhiều loại anh chị. Những loại gọi là đặc biệt và những loại gọi là trung bình. Đây là cũng gọi là hàng cũng là trung bình để cho bà con mình để mua sắm và mình thay đổi những bộ đồ để đi làm công sở nha. Một số tình hình thì bên đây thì vẫn đóng cửa then cài rất là nhiều anh chị. Những tiệm tóc luôn nè và những cái tiệm gọi là tóc rất là nhiều luôn, học 2-3-4 tiệm luôn thì đang gọi là trầm lặng đi rất là nhiều đến hiện nay. Bộ màn hình ống kính bên đây thì cũng cho hơi mặt bằng anh chị vẫn thấy ha. Thế giới thì họ di động luôn nè.
hai cửa hàng đều đóng cửa mặt bằng. Đây là dán bảng để cho thuê, những ai mà cần thiết thì người ta thuê mặt bằng này là kinh doanh mọi mặt hàng theo thích yêu cầu của mình. Những mặt hàng kinh doanh thì vẫn còn đóng cửa rất là nhiều, lưa thưa các khách hàng thì gọi là trầm lặng đi, mà số lượng xe thì chạy bên đây thì cũng có tương đối anh chị, cũng không có nổi đến nỗi mà đông lắm. Thì vào những việc mà gần lễ Tết như thế này thì những tuyến đường ra Sài Gòn bây giờ đang hạn chế rất là nhiều những khách hàng đi vào tuyến đường này. Anh chị vẫn thấy là hơi bị vắng ha. Chứ thường mà gần Tết này mỗi năm thì rất là nhiều luôn, về thăm quê hay là về gửi hàng ở bên tuyến đường ra Sài Gòn và đi mua bên đồ bên đây, ví dụ là mình liên tắc luôn nè. Rồi những mặt hàng kinh doanh của bà con mình hiện nay thì anh chị vẫn thấy rất là trầm lặng đi. Những quán nhậu bây giờ anh chị cũng thấy những quán nhậu bên đây gọi là khó khăn cho hiện nay luôn. Thì hiện nay thì những quán nhậu bây giờ rất là khó khăn anh chị, tại vì bây giờ khỏi nồng độ cồn, đó nồng độ cồn anh chị. Bây giờ thì uống rượu bia thì không lái xe, nói chung là cũng tốt thôi, nhưng mà uống bia thì mình đi xe gắt vẫn được anh chị, tại vì người ta thấy bất tiện quá người ta cũng lười đi uống. Thì mọi hiện nay thì kinh doanh qua các mặt hàng mà rượu bia bây giờ cũng khó khăn cho bà con mình lắm. Mở mặt tiền ra kinh doanh những quán ăn nhậu xả chét mà bây giờ thì gọi là thất thu rất là nhiều, bà con hạn chế rất là nhiều luôn. Bên đây chị cũng thấy những mặt tiền kinh doanh như thế này vẫn còn đóng cửa nè, xưa bán quán cà phê đây vẫn đóng cửa sang cài luôn, kinh doanh mọi mặt tiền rất là trầm lặng đi. Đến hiện nay trong thời điểm gần Tết này, đây là ly tách luôn, cũng có chương trình giảm giá các sản phẩm luôn. Nguyên hàng lọt thì bên đây thì chuyên về bán những mẫu như thế này, hai bên tuyến đường này luôn chị. Bà con kinh doanh hiện nay thì gồng đổ rất là nhiều, thì mặt bằng mà mình thuê nhân viên, rồi mình thuê đổ nè, rồi nói chung là thì sống chung dai rất là khó khăn hiện nay luôn. Anh chị cũng thấy là bây giờ nhiều khi người ta thuê một cái mặt bằng, người ta tu bổ đồ vô người ta bán, nhập hàng về bán, bây giờ cũng không dám thuê nhân viên. Bây giờ người ta bán trước vấn đề như vậy, hoặc là cũng tiệm có nhân viên rồi người ta cũng cắt giảm đi, tại vì bán trầm lặng ấy quá anh chị. Anh chị cũng thấy những tiệm như vậy mà không thấy nhân viên luôn, rất là lớn luôn mà nhân viên thì không thấy đâu, mà để gọi là chào mời để khách hàng để vào mua những cái gốm sứ như thế này. Mấy mẫu gốm sứ này rất là đặc biệt anh chị ha, nhiều mẫu rất là đẹp, mẫu mà xưa có nè, những mẫu mà tô kiểu mà cũ xưa luôn anh chị, rất là nhiều trên tuyến đường này. Những mẫu gốm sứ xưa và mẫu gốm sứ hiện tại và hiện đại luôn. Đây anh chị cũng thấy ha, những mẫu gốm sứ như thế này, mẫu con gà này, rồi mẫu con tiên hay là mẫu bà tiên, rất là nhiều luôn. Hồi xưa thì chuyên về là xài những cái mẫu hình đó anh chị ha. Xem những hình ảnh này thì anh chị vẫn thấy là nhớ lại những cảm giác mà hồi xưa mình ăn những cái tô đá, tô sành anh chị ha. Nói chung là em cũng thích ăn tô đá, tô sành anh chị. Về bên đây thì những mẫu mà chơi lá nè, bằng nhựa có và bằng mây có và bằng mấy cái vật liệu cũng như là lục bình. Nhiều mẫu lục bình bây giờ là kiếm tiền là hàng tỷ luôn anh chị, những cơ sở lớn một năm là kiếm khoảng hàng tỷ. Tại vì những cái mẫu lục bình bây giờ thì ít ai mà gọi là làm về cái mẫu này, thì ông muốn về chuyên về các vùng miền Tây thì người ta làm rất là nhiều về các khu vực miền Tây. Về mẫu lục bình là làm mai chai lá đang hình vỏ xuất nhập khẩu luôn nha anh chị ha. Bởi vậy bà con mình nói chung là đủ cái sáng chế ra mà để kiếm cái đồng tiền để xuất nhập khẩu các hàng đi di chuyển. Mà hôm nay thì các doanh nghiệp công ty cũng cắt giảm rất là nhiều, các đơn hàng thì không thấy đâu, bởi vậy nên là cắt giảm rất là nhiều luôn anh chị. Bà con mình trên Sài Gòn này anh chị vẫn thấy là những công ty xí nghiệp rồi cắt giảm chi tiêu rất là nhiều, cắt giảm nhân sự. Rồi những tuyến đường mà kinh doanh mua bán anh chị vẫn thấy rất là chậm đi, giờ này chưa mở cửa luôn, anh chị giờ 9:30 mà anh chị vẫn thấy là chưa mở cửa kinh doanh mua bán, mà mặt tiền kinh doanh trên đây những mặt tiền vẫn còn khóa cửa không kinh doanh anh chị. Nhiều khi người ta kinh doanh ấy trầm lặng quá, người ta không gọi là có tâm trí để kinh doanh, bởi vậy cho nên một mặt tiền kinh doanh có thể là người ta đóng cửa, người ta kiếm đường khác người ta kinh doanh. Em cũng đã cập nhật một số tình hình về các khu vực đường Nguyễn Thông ra ga tàu lửa để di chuyển ra Nguyễn Quốc Nguyên
nha, tới ngã 6 dân chủ, cô chú anh chị cần cập nhật qua màn hình ống kính. Em chúc cô chú anh chị sức khỏe. Cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.